có ai uống Americano mà đặt ra câu hỏi lớn là nước đổ vào cà phê hay là cà phê đổ vào nước? Câu hỏi tưởng chừng như rảnh rỗi này lại gây tranh cãi lớn và có nguồn gốc sâu xa của nó. Americano là một loại cà phê được biến tấu từ espresso. Mà espresso thì xuất phát từ Ý và người Mỹ thấy nó đậm quá nên cho thêm nước sôi hoặc là nước lạnh vào, mục đích để giảm đắng và pha loãng caffeine ra không bị say. Lâu dần thì nó thành một phong cách uống cà phê phổ biến của người Mỹ nên gọi là Americano. Quay lại câu hỏi đầu bài thì quy trình pha Americano thứ tự ra sao thì mỗi người một ý, cả hai phe đều có chuyên gia lên tiếng, chẳng ai chịu nhường nhịn. Mình cũng không rõ kết quả ra sao nhưng có lẽ phần nhiều đang nghiêng về phương án cà phê vào trước cho nước theo sau.